khách thì cô thái xin phép gửi lời chào thân ái tất cả quý khán giả của đài Vstar TV trên ban tầng 57.11. Chúc quý vị một ngày vui, hạnh phúc và thật bình an. Thưa quý vị, trong phim trường của anh em chúng tôi ngày hôm nay là một lần nữa đón tiếp chị Jackie Phan, là người mà đã bào chế ra cái dòng sản phẩm NV và đưa đến cho tất cả quý khán giả gần xa trong những ngày tháng vừa qua. Và có lẽ rằng là đây là một cái loại cream mà đã giúp được rất nhiều người khi mà họ bị ngứa, vân vân và vân vân. Thì thưa với quý vị, hôm nay cô Thái lại có dịp để trò chuyện với chị nhiều hơn nữa và cho quý vị biết nhiều về cái sản phẩm này nó tốt như thế nào trong cái đời sống của chúng ta. Gửi lời chào thân ái đến chị Jackie. Xin mời chị. Xin kính chào quý vị đã đón xem chương trình của anh Quốc Thái và Jackie ngày hôm nay. Như đã Jackie hứa hẹn là sẽ trả lời những cái thắc mắc và những câu hỏi, thì ngày hôm nay anh Quốc Thái nói là anh Quốc Thái rất là thích và sử dụng cái kem NV hàng ngày. Thì anh Quốc Thái có cái câu hỏi nào đặc biệt cho em không? Có chị, có rất nhiều. Không phải là chờ Quốc Thái câu hỏi không, mà khán giả của Thái đã gọi vào và sẽ đặt câu hỏi cho chị đây. Thưa chị, đầu tiên á, trước khi mình bước vào cái câu chuyện á, thì lại một lần nữa chị giới thiệu họ cho Quốc Thái cái dòng sản phẩm của NV, và nhất là cái loại cream này chị, cái cream này. Kem NV, có đặc tính của kem NV là một dạng kem vừa dưỡng da và có nét tính chất trị liệu cho da khô, đặc biệt cho da khô và bệnh psoriasis. Giúp rất nhiều, thì anh đã có những cái feedback đó, rồi làm cho da thoải mái và giúp cho da khỏe. Có một lần Quốc Thái có dịp để nói chuyện với chị thì chị bảo là cái bệnh mà bệnh ngứa, bệnh khô da đó, mà nó hay mẩn đỏ lên đó, thì khi mà đến một thời gian nào đó thì bắt đầu những cái khớp xương của mình nó lại bị đau, thì nó lại trở thành một cái bệnh khác. Mà cái bệnh đó là nó đi tới cái bệnh như vậy, rồi đi càng sâu hơn nữa, thời gian trải qua hai cái bệnh đó thì nó sẽ attacking cái lung, cái asthma của mình, cái bệnh đó. Chị làm ơn giải thích hộ cho khán giả tại sao cái, những cái bệnh mà ngứa ngoài da thì nó lại lây vào trong cái vấn đề mà khớp xương, rồi từ khớp xương nó lại đi đến cái vấn đề mà gọi là asthma, là vấn đề ho này, viêm hệ phổi, thưa chị. Dạ, Jackie, đây là cái sự học hỏi và cái kinh nghiệm của Jackie để hiểu biết thêm, để làm cho sản phẩm tốt thêm thôi, chứ Jackie cũng không có cái lời khuyên giống như là bác sĩ được. Cho Jackie xin lỗi trước. Nhưng mà đây là những cái gì mà chị sưu tầm được, nghiên cứu được. Tại những cái đó là để bác sĩ advice thì nó hay hơn. Nhưng mà cái khi mà da mình bị khô mà mãn tính như vậy đó, thì nó đi một thời gian dài á, thì qua bên cái dạng mà nó có arthritis á, là phong thấp, là đau nhức khớp xương. Rồi cái mà lớn về già, những cái mà mình không có detect được và bị allergy lâu năm, thì nó sẽ attack vô lung của mình và khó thở, thì nó qua cái dạng asthma. Thì đó là một cái quá trình của khi mà anh bị là bị bệnh da khô mà gọi là psoriasis, là nó sẽ từ từ nó đi tới đó. Ok, nào để mà mình chặn đứng cái vấn đề mà ngứa cũng như là mẩn đỏ như vậy đó, thì cái dòng NV này nó giúp ích như thế nào thưa chị? Theo như Jackie đã thấy cái side effect của steroid và cái tốt của steroid khi mà đó, thì khi mà qua những cái đó, thì khi mình đi uống thuốc á, thì nó là qua dạng steroid hết rồi, như là Buterol mình hít vô để cho nó thông thanh quản mình cũng là một cái dạng steroid. Còn cái Coro là một cái loại steroid cho ngoài da, thì nó bôi ở ngoài da. Và có loại giống như là bị khớp xương á, thì người ta chích vào thẳng những khớp. Cũng là steroid luôn. Mà steroid khi mình đưa vào cơ thể của mình là chắc chắn có phản ứng phụ, nó kêu side effect. Nhưng mà cái bác sĩ họ vẫn xài, là tại vì khi mà mình cái case của mình nó quá severe thì mình nên quá nặng rồi đó. Quá nặng thì mình là xài á, thì nó sẽ bớt tốt, nó bớt liền, thì cái đó là một cái giúp đỡ cho mình. Nhưng mà nếu mà hàng ngày mình xài lên vậy để mình cho nó bị quen, nó gọi là bị lờn thuốc đó, thì đến hồi lúc mà mình có muốn chữa trị thì nó lại phải nặng hơn. Nào, bây giờ khi mà mình trở về cái này bôi ngoài da như vậy, cái này có phải là steroid hay không? Hoàn toàn là không có, là tại vì Trà Kim muốn làm một cái có cái chất điều trị mà không có steroid, nên chắc khi không có classify này là một cái dạng thuốc và trị liệu, nhưng mà nó có nét trị liệu rất là hữu hiệu ha. Hữu hiệu và nó nhẹ nhàng.
nó natural á, nên Jackie rất là yêu mến với bỏ những nhiều cái suy nghĩ làm sao để cho người ta xài được hàng ngày mà giúp cho cái immune của người ta tự boost up, mà cái steroid con người mình nó có sẵn rồi thì những cái sạch sẽ đó và thoải mái đó tự nhiên con người mình nó sẽ phát huy cái ability của mình lên rất là nhiều. Thưa quý vị, chị Jackie Phan là CEO của công ty Envy và chị là người chính tay bào chế ra cái sản phẩm và dòng sản phẩm này mà cô Thái đang giới thiệu đến quý vị hàng tuần, hàng ngày trên băng tần 57.1. Mong rằng là quý vị nào đang có những cái vấn đề như là ngứa nè, bị nứt nẻ nè, rồi hoặc là bị chày xước da mà quý vị muốn cho cái vết thương của quý vị nó hàn gắn lại nhanh đó, thì đây là cái cream mà quý vị nên có trong tủ gia đình của quý vị. Cái cream này thì cũng rẻ thôi, nó không có đắt lắm. Ngoài thị trường bây giờ đang bán là $15 cho một cái tuýp như thế này. Quý vị xài cái tuýp này lâu lắm, tháng, hai tháng nếu mà quý vị xài hàng ngày. Mà nếu mà quý vị xài lâu lâu mới xài một lần thì cái này cũng để cả năm, không có gì trở ngại. Kế tiếp đó là nếu mà quý vị nào tới với Việt USA Home Shopping, chúng tôi đang đại diện để mà phân phối cái loại dòng sản phẩm này, thì thưa quý vị, nó chỉ có là mua 3 thì quý vị sẽ được tặng 1. Cái đó là cái đặc biệt mà nếu mà quý vị ghé đến với anh em chúng tôi, Envy ở đây 3 tặng 1, tức là 15 đồng một tuýp, mà 3 tuýp là 45 đồng, thì tặng cho quý vị một tuýp nữa. Chị Jackie cũng trong những ngày vừa qua thì cũng tặng cho quý vị, mỗi quý vị nào mua cái tuýp lớn thì tặng cho quý vị một cái tuýp nhỏ này. Cái giá trị của cái tuýp nhỏ này để quý vị đi du lịch á, khi mà đi qua cái checkpoint của máy bay đó, quý vị đưa cái này vào trong cái checkpoint đó thì quý vị sẽ không mang được lên máy bay, họ sẽ giục đi bởi vì nó quá lớn. Nhưng mà quý vị sẽ có cái nhỏ nhỏ này mà bỏ vào bóp quý vị, hoặc là bỏ vào cái hành lý của quý vị đưa lên máy bay thì nó không bị trở ngại. Hoặc là quý vị nào cần đó, bỏ vào bóp, quý vị đi chỗ nào chỗ đây mà bị khô da, quý vị có thể sử dụng được quý vị nhé. 5 đồng mà tặng cho quý vị free khi quý vị mua một cái tuýp như thế này. Quý vị, thưa chị, trở về với câu hỏi của khán giả của Quốc Thái gọi vào. Một số quý vị khi mà chưa biết, nghe tới mua về thử liền, xong rồi 2-3 ngày sau bảo tôi thích quá, nó mát tay quá. Một số người làm nail, ok, bảo tôi coi TV nhưng mà anh chị không có nói rõ là nó như thế nào, tôi chỉ coi hình ảnh thôi. Thì tới đây tôi đặt câu hỏi là tôi bị cái nứt như vậy nè, mỗi tay của chị á, mỗi bên nó có cái nứt ngay cái móng tay cái, chị làm nó rồi acetone nó ăn tay, xong rồi ngay cái đầu ngón tay á, nó cứ nứt ra, mà chị bảo là cứ nứt vài ngày, xong rồi chị cố gắng chị lấy một cái số gì ở phía ngoài đó, chị bôi thôi, nó đỡ được một chút xíu, xong nó lại trở lại. Thì cái này nó có giúp ích được cái vấn đề cho những người làm nail mà họ phải dùng ngón tay của họ trong cái vấn đề thực làm việc không ạ? Dạ, cái đó là một cái đầu tiên mà Jackie phải cảm ơn cho dòng anh chị em mà trong nail. Được. Là tại vì khi người Việt Nam mình rất là hiếu khách, khi mà họ có một cái gì họ xài mà tốt á, yeah, thì họ về họ giới thiệu cho khách hàng, cho khách Mỹ họ xài, thì những người khách đó họ cảm ơn và thấy những cái mà nãy giờ anh nói là nứt nẻ tay chân á, tội nghiệp lắm, dạ, nó đau thì nó được giúp liền, nên cái ngày thành công của Envy là Jackie rất là cảm ơn anh chị em trong dòng nail, yeah, là đã xài qua cho bản thân mình, mua về làm quà tặng cho cha mẹ của mình. Và vì lo cho khách, nghĩ là một cái sản phẩm nào tốt đó, mình giúp cho khách cho vui hơn. Thì sau khi những cái công việc đó họ làm á, thì là thời gian qua đó thì được cái sự rạng rỡ trong cái cộng đồng của Mỹ là tại vì cũng nhờ là những chị em nail đó giới thiệu dùm cho Jackie. Vậy là nó work very well phải không ạ? Cái câu trả lời là nó work và work very well. Thưa quý vị, anh chị em trong ngành nail nếu mà có xem chương trình, quý vị nào biết được xin phép được giới thiệu để rộng rãi hơn để anh chị đỡ phải đau. Nào, có một xin lỗi cho em cái túi nhỏ nhỏ này mình làm như dạng personal service cho nail rất là hữu hiệu. Là khi mình xé ra một bọc cái mình làm massage hoặc là những cái là deep tissue mà cho những người mà bị da khô á.
thì những cái bọc này cũng mấy thì lúc đầu tiên đó thì anh Quốc Thái cứ gửi thử cho mấy chị để làm service được Chị biết không, cái này Quốc Thái thấy hay là lại mỗi mỗi người một, họ không có thích xài chung á chị hả? không? Dạ đúng Cái rồi này ạ. riêng biệt mình, khi mình trước khi mình mở ra mình cho khách hàng mình coi là mình sẽ từ cái bọc mới, cái đó họ appreciate rất là Đúng nhiều vậy đúng không ạ. ạ? Đúng, rất là professional, rất là chuyên nghiệp. Anh ra thưa quý vị, cái bọc nó cũng rất là dễ thương, Quốc Thái thích cái màu vô cùng. Chị lựa cái màu tím này chắc cái anh chị em ngành nail này thích lắm. Vâng, thì quý vị cứ tới với lại Việt USA Home Shopping lấy thử một vài bịch để mà xài thử, quý vị chị chắc ghi cho quý vị, tặng quý vị free. Thưa chị, có một bác tới đây bảo rằng là tôi nghe thấy và tôi muốn sử dụng cái này, thì bác đưa cho Quốc Thái cái chân của bác, và xin lỗi cho bác đưa cho Quốc Thái coi, thì nguyên cả cái gót của bác á, nứt nẻ, nó nứt ra rồi máu, Quốc Thái nhìn thấy máu mà bác bảo là nguyên cả cuộc đời của bác cứ bị vậy hoài. Ok, thì cái này nó có giúp được cái phần đó không chị? Và nó giúp như thế nào? Dạ, cái đó là cái mà Jackie target từ lúc đầu tiên. Tại khi mình da khô khi nó nứt ra thì cơ thể mình nó có cái loại là một cái tiếng nước vàng ở trong người của mình ra, thì đó là nó giúp cho mình heal lại. Nhưng mà mình không có heal lại được thì nó thành một cái scalp. Đúng Là rồi. cái đó thì Da khi cứng á. da cứng á, thì mình gỡ nó ra đó thì nó sẽ bị stress ra, là nó nghĩa nó bị bự ra và nó lây lan. Mà khi những người mà da khô á, thì khi mà nó bị lây lan như vậy á, đụng với những cái bacteria ở bên ngoài á, nó sẽ bị khô và bị lây lan ra nhiều hơn, nó không bao giờ nó hết. Nên Jackie có nói sơ qua giai đoạn show kỳ trước á, là một cái này là như một cái lạng keo mà đặc biệt, nó có giúp cho giữ cái độ ẩm và nó mềm cái scalp đó, rồi mình tắm tự nhiên nó tróc ra, mà nó khi nó tróc ra nó làm cho da mình nó liền lạc, chứ nó không có vỡ cái thành da của mình nữa, thì nó không có bị đụng với những cái bên ngoài để nó làm cho irritate hơn, là nó sẽ bị worse hơn. Nên vài ngày vài tuần mình sẽ thấy rõ, rất là rõ, nó rất là work. Dạ vâng, bác đó ở Garden Grove, và hy vọng rằng là khi bác mua rồi trong tuần lễ vừa qua, bác nghe người mà chế tạo ra cái sản phẩm này nói chuyện trực tiếp với bác, thì mong rằng là cái vết thương của bác ở dưới gót chân đó, nó sẽ lành lặn lại và gót chân sẽ đẹp như ngày xa xưa khi còn bé. Nếu mà bác lớn tuổi hay cái chân của mình hơi yếu rồi đó, thì bác nơi mang vớ vô là một cái điều rất là tốt, là nó giúp cho cái mau chóng lành vết thương hơn. Nghĩa là mình phải bôi trước xong rồi mới băng vớ đúng không? Dạ, bôi trước rồi khi mình tắm rửa sạch sẽ rồi đó anh, rồi bôi lên rồi mang vớ vào, cái đó vừa giúp cho bác là được mau chóng lành. Cái thứ hai nữa, khi bác đi vô những chỗ ướt á, thì nó không có làm cho bác bị trật té, nên cái đó là một cái mà bác nên bỏ lên buổi tối. Còn kem Envy thì tự động nó khô và nó làm cho mình như là cái da bình thường vậy đó, nó không có dính vô những cái xung Rồi. quanh. Một câu hỏi nữa đến với lại chị Jackie ngày hôm nay, đó là một số quý vị bảo rằng là nếu mà bôi vào chân tay nước là cho cơ thể, thì thường thường ở ngoài thị trường cái vấn đề mà kem để cho bôi da mặt với lại bôi thân thể thì nó hình như là nó hoàn toàn khác biệt nhau, tại vì cơ thể cái kem hình như nó mạnh hơn cho cái da mặt của mình, thì cái loại này có thể bôi được da mặt nếu mà tôi bị những cái vết đỏ mẩn ở trên mặt của tôi hay là không thưa chị? Jackie thì không có recommend, nhưng mà cái comfortable của khách đó, quá tin tưởng rồi họ xài, họ trả lời cho Jackie đó là đều được. Nhưng mà khi mà mình đã nói body rồi đó, thì mình không có recommend, thì Jackie có làm cái bộ là facial riêng cho nó. Nhưng mà có nhiều người trong 12 năm người ta xài thì người ta rất là comfortable, tại vì cái lớp trẻ và những lớp lớn tuổi hay là mài râu hay là cỡ như là Mỹ, Người phụ nữ chẳng hạn. anh mà Mỹ đen đó, hay người ta có bị ingrown hair đó Dạ vâng đúng rồi. đó, mấy cô mà shave leg nhiều, mấy cô thiếu nữ ấy, thì những cái vi mô nhỏ nhỏ trên cái lỗ chân lông của mình á, thì nó có những cái hạt li ti ấy, nó gãy, thì cái kem nó đều giúp cho cái đó nó liền lạc lại, nên người ta rất là yêu Dạ chuộng vâng. cho sử dụng đó. Như vậy thì cũng tốt thôi thưa quý vị, tùy theo quý vị cứ thử. Đối với lại chị Jackie thì chị chế ra cái này để cho body nhiều hơn, nhưng mà quý vị cũng có thể thử được ở trên da mặt của mình, nếu mà nó hợp thì mình tiếp tục, còn nếu không hợp thì mình ngừng lại ở chỗ đó đúng Dạ, không chị? dạ. Tại vì một số người cũng đã dùng rồi và họ rất là thích để mà dùng cái khuôn mặt của họ. Dạ. Chị Cú Thái thì dùng ngay cái cổ của Thái rất là tốt, không có gì trở ngại. Nào, một câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay thưa chị, có một số người bảo rằng là nếu như vậy đó thì da của tôi nó hay bị những cái hột nó nổi nổi lên đó,
ở ngay cái phía đằng sau cái tay của mình này nè, ngay cái cánh tay đằng sau này nhiều lắm, và mỗi lần mà tôi sờ chỗ khác đó thì nó láng, mà tôi sờ chỗ đó thì nó mừng mừng lên giống như là da gà vậy, thí dụ vậy. Thì cái loại này nó có giúp được cái phần đó một chút xíu gì không chị? Đó thì chắc khi hồi nãy có nói sơ là những cái viêm mô ở dưới, những người mà da khô hoặc là khi trong gan của người ta bài tiết những cái độc tố gì trong người người ta đã hấp thụ, người ta đẩy ra được, thì nó hay bị những cái trường hợp đó lắm anh. Rồi nó có những cái vết đỏ đỏ rồi nó cứng lên, nó giống như là những cái hạt mụn khô vậy đó. Là người ta khều nó ra thì cái lỗ nó càng to lên hơn, thì nó càng bị thâm và đen nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Thì MV giúp rất là hữu hiệu cho cái problem đó. Okay. Yeah. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn cho nó chống nhanh á, thì quý vị làm exfoliate là những cái hạt mà cát hay là hạt muối, nhất là gì Epsom muối thì nó tốt hơn. Mình buff cho nó những cái hạt đó cho nó ra, chứ mình đừng có lấy cái tay dơ mình á. Nặng nó ra. Nó nặng nó ra là tại vì nó mình sẽ cause infection cho nó. Nên mình exfoliate với dạng mà Epsom muối á, thì nó sẽ làm cho cái tế bào nó calm với nó relax hơn. Rồi mình exfoliate rồi tắm rửa sạch sẽ rồi ra bình bôi NV cream. Thì một thời gian không có lâu đâu, vài lần như vậy thì chắc quý vị thấy cái kết quả nó liền tức khắc như quý vị nha. Cảm ơn chị Jackie rất nhiều. Còn nhiều câu hỏi khác nữa nhưng thời giờ của anh em chúng tôi trên đài không có nhiều. Cô Thái cảm ơn chị rất nhiều. Và nếu mà quý vị nào mà theo dõi chương trình mà quý vị chưa có những cái sản phẩm NV này ở trong tủ của gia đình của quý vị, xin quý vị ghé đến Việt USA Home Shopping. Anh em chúng tôi đang có một cái chương trình giống như là giới thiệu sản phẩm mới này đến một số cái khán giả mà chưa biết được đó. Thì thưa quý vị, chỉ có $15 cho một cái tube cream như thế này thôi. Xài thích lắm thưa quý vị, thích vô cùng lắm. Cái mùi nó cũng thơm nữa, nó dễ chịu nữa. Rồi nếu mà quý vị nào thích thú mua 3 chai như vậy, 3 tube như vậy này, thì xin phép được tặng cho quý vị một tube nữa, nghĩa là mua 3 và tặng 1, nghĩa là $45 cho 3 tuyếp, và quý vị sẽ mang về được 4 tuyếp quý vị nhé. Và quý vị xài sướng vô cùng, thích thú vô cùng. Ở tại Việt USA Home Shopping, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 714-352-9483, 352-9483. Và tất cả các vị nào mà có cơ sở thương mại ở phương xa đó, những cái tiệm nail hay là tiệm tạp hóa của quý vị, những cái tiệm nhỏ nhỏ ở khu của quý vị mà muốn carry, muốn có thêm cái hàng này để mà bán cho khách của quý vị đó, xin quý vị liên lạc với Việt USA Home Shopping ở số điện thoại 714-352-9483, 352-9483. Chúng tôi đang cần rất nhiều những đại lý để phân phối những cái sản phẩm này khắp mọi nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ, kể cả Canada nữa quý vị nhé. Anh em chúng tôi sẽ đưa cho quý vị cái giá rất là đặc biệt để mà quý vị có thể kiếm một chút xíu lợi nhuận, mà cái hay hơn nhất là phục vụ cho cộng đồng của mình tốt đẹp hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cô Thái nhường lại một số giờ phút cuối này để mời chị có thể tóm tắt lại cái chương trình ngày hôm nay và giới thiệu về cái sản phẩm này thưa chị. Jackie, cảm ơn đã trở lại để phục vụ cho quý vị một mỗi ngày càng hoàn hảo hơn, thì xin quý vị cho thêm cái câu hỏi để cho Jackie trả lời, chứ Jackie không biết nói nhiều bằng trả lời thì hay được hơn. Jackie, cảm ơn sự giúp đỡ của anh em trong ngành nail, và một cái bước đầu tiên của Jackie mà được thành tựu ngày hôm nay là Jackie cũng rất nhờ anh chị em trong nail quý cái product, rồi xài được cho mình, rồi với cái lòng hiếu khách, rồi dẫn dắt cho những người khách hàng của mình mang về, rồi giúp đỡ cho khách và làm cái service cho khách. Thì ngày hôm nay Jackie cảm ơn quý vị đã đón xem. Nếu mà quý vị nào trong dòng nail thì anh ở Quốc Thái giúp giùm em là về cái phần quảng bá, thì cho người ta một cái giá đặc biệt để cho người ta làm một cái service cho những cái trong cộng đồng của mình và trong cộng đồng bạn. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.